Chào mọi người, hôm nay anh phải đi làm, thành ra là về trễ. Về trễ rồi còn phải dịch truyện nữa, thành ra lên truyện trễ. Hôm nay lên có một tập thôi nha. À, anh làm bầu show ca nhạc á. Các bạn nghe mà có bạn nào làm công ty hoặc là nhà có liên hoan gì đó, cứ liên hệ với anh. Số điện thoại của anh nằm ở trong phần mô tả, nằm ở dưới clip á, là vô là có số điện thoại của anh. Nếu mà ai cần á thì cứ gọi cho anh nha. Huyền thoại chiến thần tập 47. Giàn sắc nhất thời không thể chấp nhận được cú sốc này. Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh mới từ từ hé miệng ra, tự hỏi Tân Kỳ đã ra đi như thế nào. Mộc Dương Nhất nhẹ nhàng trả lời: bác sĩ Tân mắc bệnh di truyền từ gia đình của mình. Bệnh này mỗi năm đều sẽ phát bệnh một lần, hơn nữa mỗi lúc một nặng hơn, khiến người ta đau đớn đến sống không bằng chết. Trước đây, bác sĩ Tân đã áp dụng các phương pháp điều trị nhẹ nhàng, nhưng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Chỉ có thể khiến cơn đau đớn bớt đi một chút, nhưng không thể trị được dứt điểm. Lúc phát bệnh thì rất đau đớn. Khi còn trẻ thì vẫn có thể chống cự được, đến lúc về già thì phải làm sao đây? Một khoảng thời gian trước, bác sĩ Tân đã nghiên cứu ra 10 cách để điều trị căn bệnh di truyền này. Khi bệnh tình phát tác, bác sĩ Tân không dùng cách chữa trị nhẹ nhàng nữa mà chọn phương pháp 10 phương pháp điều trị khác nhau đó. 10 cách này, mỗi một cách đều khiến người ta vô cùng khó chịu. Người bình thường thử một cách thôi thì đã đau đớn đến chết đi sống lại. Huống hồ thử liên tiếp 10 cách như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ? Cộng với sự đau đớn mà bản thân căn bệnh di truyền kia mang lại, thì lúc đó anh ấy đã ngất đi. Rồi đây đây, Mộc Dương Nhất thở dài một tiếng, sau đó tiếp lời. Cũng là oan nghiệt, chịu bao nhiêu khổ cực như thế. Nếu có thể trị khỏi là điều tốt, nhưng vấn đề là cuối cùng anh ấy vẫn thất bại. 10 cách chữa trị, không có một cách nào thành công. Tinh thần cạn kiệt, cộng thêm sự dày vò của căn bệnh di truyền kia, bác sĩ Tân không cần cự được bao lâu nữa đã qua đời. Ngay đến đây, gia sắc đã hiểu được đại khái câu chuyện. Anh thở dài, đầy bất lực. Rõ ràng có thể chọn cách chữa trị nhẹ nhàng, mặc dù không trị được tận gốc, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ được mạng sống. Tại sao Tân Kỳ lại cố chấp khăng khăng chọn thử 10 cách chữa trị đó chứ? Thử 1-2 cách thì còn được, thử liền một lúc 10 cách như vậy đúng là quá ngốc nghếch. Không thể không nói, trong chuyện này Tân Kỳ quả thực là đã quá cứng đầu và cố chấp. Mộc Dương Nhất lấy ra một cái hộp đặt trên bàn, nhẹ giọng nói: đây là di vật trước lúc lâm chung của bác sĩ Tân, anh ấy dặn nhất định phải giao lại tận tay cho anh. Gia Sắc đưa tay ra vuốt về cái hộp, thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong chỉ có một bức thư và một cuốn sách. Gia Sắc cầm bức thư lên, mở ra đọc nội dung bên trong. Sách: xin lỗi anh, tôi sợ không cầm cự được đến ngày anh quay lại Tân Cương, xin viết một lời xin lỗi với anh tại đây. Như con người có vui có buồn, có ly có hợp, trời có lúc xanh nhưng cũng có khi u ám, trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, ý trời đã vậy, không thể làm trái. Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vì thế tôi mong anh có thể làm giúp tôi một chuyện. Bát Quái Khí Châm là cuốn sách về y học mà tôi đã dùng cả đời để viết lên. Tôi không muốn nó bị mai một sau khi tôi chết, hy vọng anh có thể giao nó cho người nhà của tôi để nó được phát huy tác dụng, làm rạng danh gia đình tôi. Ngoài ra, sau khi tôi thử 10 phương pháp chữa trị đó, cuối cùng cũng tìm ra một phương pháp có thể hoàn toàn trị được tận gốc căn bệnh di truyền của gia đình tôi. Tôi đã không còn sức lực để phát triển phương pháp này nữa, nhưng tôi hy vọng anh có thể giao phó nó cho người nhà của tôi. Có được cách chữa bệnh này, sau này gia đình tôi sẽ không phải chịu được những cơn đau đớn của căn bệnh di truyền đó nữa. Phương pháp chữa trị đó tôi đã ghi lại trong chương cuối cùng của Bát Quái Khí Châm, anh nhớ nhé. Cuối cùng, tôi vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Chúng ta đã từng giao hẹn là sẽ cùng nhau chứng kiến hòa bình đến, nhưng tôi không thể thấy điều đó được nữa. Anh nhất định phải thay đổi, hoàn thành ước nguyện này nhé. Tạm biệt Sắc, tạm biệt Tân Cương, tôi yêu mọi người. Đọc xong bức thư, trong lòng Giang Sách càng cảm thấy buồn bã hơn. Anh thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn cuốn sách trong chiếc hộp, đó là Bát Quái Khí Châm. Đây là tác phẩm y học mà Tân Kỳ đã dùng cả đời này để nghiên cứu và viết ra, là báu vật của giới y học, cũng chứa được phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của nhỏ Tân.
Đó là cách chữa trị mà Tân Kỳ đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy. Danh sách nhẹ nhàng sờ lên cuốn sách đó, nỗi nhớ nhung người đồng đội của mình càng sâu sắc và mãnh liệt hơn. Cuối cùng anh thở dài nặng nề một tiếng. Em đã tra ra người nhà Tân Kỳ có những ai chưa? Mộc Duy Nhất thành thật đáp lời. Em đã tra ra rồi, bác sĩ Tân còn có hai người thân còn sống là cha ruột anh ấy, Tân Tử Dân và em gái Tân Uẩn. Ngập ngừng một lúc, sau đó Mộc Duy Nhất mới nói tiếp. Từ xưa đến nay, nhà họ Tân đều làm nghề y dược. Từ đời tổ tiên đã có không ít nhân tài về y học. Ông cụ Tân Tử Dân cũng là một ngôi sao sáng được người ta kính nể trong giới y học, cũng có địa vị quan trọng trong giới. Chỉ có điều do tuổi tác đã cao nên ông cụ đã lui về vườn. Bây giờ toàn quyền nhà họ Tân đều giao cho cô con gái Tân Uẩn tiếp quản, lo liệu. Trình độ y thuật của Tân Uẩn cũng khá cao, được mệnh danh là nữ hoa đà. Gia Sắc nghe thấy như vậy thì hơi bất ngờ. Trước đây anh chỉ biết y thuật của Tân Kỳ rất cao siêu, nhưng không biết hóa ra Tân Kỳ xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, cha và em gái đều là người có trình độ y học vô cùng cao thâm. Như vậy thì càng tốt hơn nữa. Gia Sắc cầm cuốn sách lên. Nếu nhà bọn họ đã là gia đình có truyền thống y học, vậy thì nếu anh giao lại cuốn sách này cho bọn họ, nó nhất định sẽ phát huy được giá trị của mình, làm rạng danh gia đình nhà họ Tân. Tác phẩm y học mà cả đời Tân Kỳ viết nên cũng sẽ không bị mai một. À đúng rồi, em còn điều tra được một chuyện nữa, Mộc Duy Nhất nói ra. Nghe nói gần đây bệnh di truyền của Tân Tử Dân đã phát tác, sống rất khổ sở. Tân Uẩn cũng bất lực không biết làm như thế nào. Cô ấy đã gửi thiệp mời các bác sĩ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới chỉ để chữa khỏi căn bệnh mãn tính này cho cha mình. Gia Sách sửng sốt, xem ra căn bệnh di truyền của nhà họ Tân thực sự rất quái ác. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu danh y mà vẫn không tìm ra phương pháp chữa trị. Tân Tử Dân và Tân Uẩn lợi hại như thế cũng không trị khỏi được căn bệnh khó chữa của mình. Thậm chí Gia Sách còn nghĩ nhà họ Tân trở thành một gia đình có tiếng về nghề y như vậy có lẽ là do căn bệnh quái ác này gây ra. Nhà họ Tân, bọn họ bao đời nay đều nghiên cứu y học, thử tìm ra cách chữa trị triệt để, nhưng hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng vẫn là phí công vô ích. May mà, sau đó nhà họ Tân xuất hiện một Tân Kỳ. Gia Sách vỗ lên cuốn Bát Quái Khí Châm, nói rằng, Tân Kỳ, nỗ lực của anh sẽ không vô ích đâu. Ít nhất thì anh cũng đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh di truyền của gia đình mình. Gông cùm xiềng xích đã giam cầm nhỏ Tân bao nhiêu năm qua, cuối cùng anh cũng đã tìm ra chìa khóa để mở rồi. Vào buổi tối, lại tại lối vào y quán Nhân Trị ở số 1182 đường Gia Hồng, một chiếc Lincoln màu đen đang đậu ở đó. Gia Sắc bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn y quán. Mặc dù mặt tiền không lớn lắm, nhưng lại toát ra một vẻ cổ xưa và giản dị, mộc mạc. Đây là y quán của nhà Tân. Nó đã nằm ở đây hơn trăm năm, là y quán lâu đời hàng đầu ở thành phố Giang Nam. Trên tấm biển đề bốn chữ lớn được sơn vàng, Thánh Thủ Hồi Sinh. Đây là sự khẳng định lớn nhất về khả năng y thuật của nhà Tân. Lúc này có không ít người đang đứng trước cửa y quán. Trong số đám người này, có không ít người đến để xem náo nhiệt. Tất nhiên cũng có không ít bác sĩ muốn đến thử vận may của mình. Vì căn bệnh di truyền tái phát nên gần đây Tân Tử Dân rất đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết. Còn thêm tuổi tác của ông ấy đã cao, rất có khả năng sẽ vì đau đớn mà qua đời. Dù Tân Uẩn đã vắt óc thử hết các phương pháp chữa trị, nhưng vẫn không thể khiến xoa dịu được sự đau đớn của cha mình, chứ chưa nói đến việc chữa trị được căn bệnh quái ác này. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu có thể trị dứt điểm thì người nhà họ Tân đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Trong hàng trăm năm qua, chuyện mà bao nhiêu tài năng trong giới y học không làm được thì Tân Uẩn cũng không thể làm được một cách dễ dàng. Việc nhà họ Tân không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Thế là Tân Uẩn liền có bệnh thì vái tứ phương, gửi thư cầu mời cầu cứu anh hùng từ khắp nơi, tuyên bố với cả giới y học rằng chỉ cần có người có thể chữa được căn bệnh di truyền này của cha cô ấy, Tân Tử Dân, thì cô ấy sẽ tặng cho người đó một nửa quyền nắm giữ y quán Nhân Trị, một y quán đã có tuổi đời trên trăm năm, như một món quà. Hơn nữa, cá nhân Tân Uẩn còn đích thân hứa rằng nếu đối phương muốn, cô ấy sẵn sàng lấy thân báo đáp. Sự cám dỗ này quá lớn. Phải biết rằng Nhân Trị là y quán đã có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị của nơi này không cần nói cũng biết.
có thể có được một nửa quyền nắm giữ y quán, thì không biết mỗi năm sẽ có bao nhiêu tiền chảy vào tài khoản. Huống hồ còn có thể nhân cơ hội này học được y thuật tổ truyền của nhà Tân. Đối với các nhân sĩ đến từ khắp nơi trong giới y học thì đây là một sự cám dỗ khó lòng mà cưỡng lại được. Huống chi còn có thể có được người đẹp. Tân Uẩn không chỉ được biết đến với biệt danh Nữ Hoa Đà, mà còn là một cô gái được bình phẩm qua 8 chữ: mặt thì tựa tây thi, dáng tựa điêu thuyền. Có thể nói vẻ đẹp và khí chất của Tân Uẩn có tìm khắp giới y học này cũng không thể tìm ra được người thứ hai. Không chỉ trong giới y học mà đám minh tinh nữ, người mẫu nữ đang hot hiện thời, tùy tiện chọn ra một người cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Tân Uẩn. Trước đây đã có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ vẻ ngoài xinh đẹp của Tân Uẩn mà tìm đến cửa xin được cứu cô ấy, nhưng tất cả đều bị Tân Uẩn từ chối một cách tuyệt tình. Cô ấy có yêu cầu rất cao đối với ý trung nhân của mình. Hôm nay vào giờ phút này, Tân Uẩn đồng ý lấy thân báo đáp, thực sự là một cơ hội trời cho đối với những người vốn đã có vọng tưởng muốn có được cô. Trị khỏi bệnh cho Tân Tử Dân là có thể được ôm người đẹp. Mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất phấn khích rồi. Thế nhưng mộng tưởng thì luôn đẹp đẽ, còn hiện thực lại rất khó nhằn. Nếu có thể dễ dàng trị khỏi bệnh như vậy, người nhà họ Tân cũng không cần phải khổ sở biết bao nhiêu năm qua. Vì thế mặc dù người đến rất đông, nhưng chẳng có một ai trông có vẻ đáng tin cậy. Đặc biệt là Tân Uẩn còn rất thông hiểu về y thuật. Nếu muốn nói nhăng nói cuội trước mặt cô ấy thì chắc chắn sẽ không qua được ải này. Một cô gái thông minh, cơ trí và tháo vát, đây là một lời miêu tả hay nhất dành cho Tân Uẩn. Giang Sách đang chuẩn bị xuyên qua đám đông bước đến y quán thì thấy một nhóm người đi đến xuyên thẳng qua đám đông. Một thanh niên bước vào y quán dưới sự hộ tống của đội ngũ đó. Thấy anh ta xuất hiện, tất cả những người đang có mặt ở đó đều lắc đầu cười khổ. Xong rồi, xong rồi. Con trai cả của chủ tịch Hiệp hội Y học Thạch Văn Bỉnh đã đích thân xuất mã. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi. Hà, nói như thế, nếu Thạch Văn Bỉnh không xuất hiện thì anh có cơ hội đấy. Thực sự không ngờ tới lần này có thể khiến Thạch Văn Bỉnh xuất ra mặt. Phải biết rằng Hiệp hội Y học là anh cả của toàn ngành y. Trong đó có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là hội trưởng y thuật kỳ diệu như thần. Con trai cả của hội trưởng được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi, ngay cả Tân Uẩn mà so với anh ta cũng bất phân thắng bại. Theo tôi thấy, có lẽ Thạch Văn Bỉnh còn giỏi hơn cả Tân Uẩn một chút. Thạch Văn Bỉnh còn trẻ, y thuật cao siêu, lại còn đẹp trai như vậy. Tôi thấy nếu anh ta không trị khỏi được cho Tân Tử Dân thì có lẽ là Tân Uẩn cũng sẽ lấy thân báo đáp. Trong sự bàn tán xôn xao của đám đông, Giang Sách chỉ bình thản đi đằng sau đám người kia bước vào y quán. Vừa bước vào đã thấy có quản gia sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Lúc này Giang Sách đang ngồi cách Thạch Văn Bỉnh một chỗ. Thạch Văn Bỉnh liếc nhìn anh nhưng rất lạ mặt. Anh ta không nhớ ra trong giới y học có một nhân vật như thế này. Anh ta đang định mở lời hỏi thăm một chút thì nghe thấy những tiếng bước chân vang lên. Bước qua bức bình phong, một cô gái xinh đẹp trẻ trung xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Trông cô ấy liễu yếu đào tơ nhưng lại thoát ra khí chất lạnh lùng như xương như băng giá. Một vẻ quật cường bướng bỉnh toát ra từ trong xương tủy. Người con gái này không cần giao tiếp với cô mà chỉ cần nhìn qua vẻ ngồi ngoài thôi cũng biết đây là một cô gái ngoài mềm trong cứng. Nếu bị vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh của cô đánh lừa thì sẽ là một sai lầm lớn. Cô ấy là Nữ Hoa Đà Tân Uẩn. Tân Uẩn của lúc này mang vẻ mệt mỏi phờ phạc trên khuôn mặt, quầng thâm dưới mắt nhìn thấy khá rõ. Có thể thấy thời gian gần đây vì chăm sóc người cha già yếu đã khiến cô ấy khá vất vả. Cô nhìn Giang Sách trước tỏ ra hơi thất vọng. Khoảng thời gian gần đây cô đã tiếp xúc với rất nhiều những khuôn mặt xa lạ như Giang Sách, tất cả đều là những nhân vật tầm thường không có ngoại lệ. Nhìn vẻ ngoài của Giang Sách cũng không giống dáng vẻ nên có của một danh y. Vì thế Tân Uẩn khó tránh khỏi nỗi thất vọng. Cô rời mắt nhìn sang bên cạnh lại nhìn thấy Thạch Văn Bỉnh. Trong mắt cô ấy liền hiện lên một tia hy vọng. Nếu có ai ở thành phố Giang Nam có thể chữa trị căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, người đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là người của nhà họ Thạch. Chỉ là Hiệp hội Y học nhà họ Thạch và Y quản nhà họ Tân từ trước đến nay luôn bất hòa. Trước đây khi Tân Tử Dân còn nắm quyền quản lý y quản, ông ấy cũng thường đè đầu cưỡi cổ Hiệp hội Y học, không cho bọn họ ngóc đầu lên được. Gần đây Tân Uẩn lên nắm quyền, Hiệp hội Y học mới dần dần có chỗ đứng.
trở thành đầu tàu trong ngành. Nếu bỏ qua ân oán hận thù giữa hai gia tộc, chỉ nói đến y thuật của nhà Thạch có tư cách để so sánh với nhà Tân. Trong lòng Tân Uẩn cảm thấy hơi hơi được an ủi, ngồi đối diện với hai người kia, mỉm cười nói: "Tôi sẽ không nói những lời thừa thãi nữa. Nếu hai vị đã tới đây thì hẳn là đã nắm rõ ràng mọi điều. Không phải tôi không tin tưởng y thuật của hai vị, chỉ là bệnh cha tôi rất nặng, không thể tùy tiện chữa trị, cho nên trước đó tôi muốn tìm hiểu về hai người một chút." Thạch Văn Bình gật đầu đáp lại: "Đó là điều nên làm." Tân Uẩn mỉm cười, không vội hỏi Thạch Văn Bình mà nhìn sang Giang Sách trước: "Vị này xin hỏi phải xưng hô với anh như thế nào?" "Tôi tên là Giang Sách, anh Giang, thứ cho tôi mạo muội. Tôi chưa bao giờ thấy anh trong giới y học, không biết anh xuất thân từ đâu, từng theo học ai?" Giang Sách trả lời rất bình tĩnh: "Tôi chưa từng theo học ai hết." Tân Uẩn sững sờ lại hỏi: "Ồ, tôi hiểu rồi, y thuật của anh không phải là do gia đình truyền lại, mà hẳn là anh tốt nghiệp ở một trường đại học nào đó, đúng không? Xin hỏi anh học đại học y nào, sau khi tốt nghiệp anh công tác ở bệnh viện nào?" Giang Sách lại nói: "Xin lỗi cô, tôi chưa từng học đại học, cũng không làm việc ở bệnh viện nào." Sau đó anh còn bổ sung thêm một câu: "Thực ra tôi không hiểu gì về y thuật." Một câu nói này của Giang Sách đã suýt chút nữa khiến Tân Uẩn phun ra máu. "Không hiểu y thuật sao? Không hiểu y thuật thì anh đến đây làm cái gì? Để thưởng ngoạn phong cảnh sao?" Giang Sách nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội vàng giải thích: "À, thực ra ý của tôi là tôi có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của gia đình cô, nên đặc biệt đem đến đây cho cô." Anh còn chưa kịp giải thích xong, Thạch Văn Bình ở bên cạnh đã khẽ lắc đầu, ngậm miệng lại. Giang Sách sững sờ quay sang nhìn Thạch Văn Bình, chỉ thấy anh ta chỉnh trang lại quần áo, nói một cách thẳng thừng: "Ngay từ đầu tôi đã thấy con người anh không đáng tin cậy rồi. Quả nhiên vừa mỗi miệng một cái là anh đã lòi cái đuôi cáo. Nếu anh đã không xuất thân từ gia đình có truyền thống với nghề y, cũng chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp, chẳng có một chút hiểu biết gì về y thuật, thì anh làm gì có tư cách để nói sằng nói bậy ở đây?" "Anh vừa nói gì cơ? Anh có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của nhà họ Tân sao?" "Hà, anh nói câu này mà không sợ mọi người cười vỡ bụng à? Một kẻ ngoài nghề chẳng biết tí y thuật gì lại dám nói mình có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác đã khiến người nhà Tân khổ sở trong hơn 100 năm qua. Anh coi thường ai thế?" Thạch Văn Bình thở dài nói: "Thứ cho tôi mạo muội, cô Tân, tôi nghĩ để cứu cha mình, cô đã ra những điều kiện quá mức hấp dẫn mới thu hút đám ruồi bọ này đến." Tân Uẩn cũng lộ ra vẻ tức giận, nhưng bây giờ cô để tâm đến chuyện chữa trị cho cha mình hơn, nên không thèm để ý tới Giang Sách mà nói với Thạch Văn Bình: "Anh Thạch, anh không cần phải tự giới thiệu nữa, con trai cả của hiệp hội trưởng hiệp hội y học, tiếng lành đồn xa không ai là không biết. Nếu anh đã tới đây, tôi tin chắc rằng anh có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho tôi." "Đương nhiên rồi." Thạch Văn Bình liếc nhìn Giang Sách: "Tôi không giống với một số người nào đó, không có học thức cũng chẳng có y thuật, hành xử một cách cẩu thả. Cô Tân, thực ra theo tôi được biết, căn bệnh di truyền của nhà Tân là một loại bệnh cảm hàn hiếm gặp, dựa theo nguyên lý tương sinh tương khắc. Tôi đã nghiên cứu ra một phương pháp dùng hỏa để trị có dược tính cực mạnh." Thạch Văn Bình lần lượt giải thích phương pháp chữa trị của mình, Tân Uẩn lắng nghe rất chăm chú. Hai người họ đều cảm thấy phương pháp này rất đáng tin cậy, mặc dù hơi nguy hiểm một chút nhưng tính khả thi rất cao. Tuy nhiên, Giang Sách vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, bất ngờ lên tiếng: "Các người bỏ cuộc đi, phương pháp đó đã có người từng thử rồi, không những không có hiệu quả mà còn khiến bệnh tình nặng thêm." Thạch Văn Bình lập tức nhíu mày: "Phương pháp mà anh ta nghĩ ra không chê vào đâu được, ngay cả Tân Uẩn cũng khen ngợi không ngớt lời. Một kẻ ngoại đạo như Giang Sách lại dám phát ngôn bừa bãi ở đây sao?" Anh ta bất mãn nói: "Cô Tân, có thể làm phiền cô đuổi kẻ không biết một chút y thuật gì ra khỏi đây không? Có anh ta ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi." Tân Uẩn gật đầu, vừa định mời Giang Sách ra ngoài đã thấy anh nhẹ giọng nói: "Phương pháp này của anh chỉ nhìn thấy được bề nổi của tảng băng. Thực ra bệnh di truyền của nhà Tân là ngoài lạnh trong nóng. Anh dùng loại thuốc có nhiệt tình cực mạnh sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi. Đến lúc đó người bệnh sẽ nóng bừng khắp người, như thiêu như đốt, có thể tử vong bất cứ lúc nào." "Nói sằng nói bậy." Thạch Văn Bình tức giận đến nỗi đứng bật dậy. Thành quả mà mình vất vả nghiên cứu ra, anh ta không cho phép một kẻ ngoại đạo dám nói nhăng nói quậy về nó. Nhưng Tân Uẩn lại cảm thấy những điều Giang Sách nói ra cũng hơi có lý, đặc biệt là dường như Giang Sách nắm rất rõ về bệnh di truyền của nhà Tân. Thế là cô bèn tò mò hỏi: "Anh Giang, tại sao anh lại hiểu về căn bệnh di truyền này của nhà chúng tôi như vậy? Còn nữa, anh nói
có người đã từng thử nghiệm phương pháp này, chuyện là thế nào? Gia Sắc cũng không giấu giếm, đáp lại: thực ra hôm nay tôi tới đây là để hoàn thành tâm nguyện của một cố nhân. Ồ, người đó là ai thế? Tân Kỳ. Trong phút chốc, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, những người có mặt ở đó không có một ai thốt lên lời. Lúc đầu Gia Sắc còn tưởng rằng sau khi nghe thấy tên anh trai của mình, Tân Uẩn sẽ vui mừng đến bật khóc, hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng kết quả lại vô cùng lúng túng và khó xử. Tân Uẩn đập bàn đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa: anh cút ra ngoài cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nghe thấy tên anh trai của mình không những không cảm khái mà còn tức giận sao? Gia Sắc nhíu mày giải thích: tôi và anh trai cô là chính hữu, cách đây một thời gian vì bệnh tình của cậu ấy phát tác, thay vì lựa chọn phương pháp điều trị nhẹ nhàng, Tân Kỳ đã thử chọn 10 phương pháp điều trị khác nhau. Sau khi thử tất cả những cách đó vẫn không có kết quả. Cách mà hai người vừa nói cũng nằm trong số đó. Tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi và anh trai của cô chắc chắn sẽ chết. Nhưng cuối cùng anh ấy đã tìm ra một phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của nhà Tân trước khi qua đời và nhờ tôi giao nó lại cho cô. Cô Tân, xin đừng phụ lòng anh trai cô. Đây là thứ mà Tân Kỳ đã đổi bằng mạng sống của mình để có được. Gia Sắc lấy cuốn Bát Quái Khí Châm ra đặt trên bàn. Chương cuối của cuốn sách này là phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh di truyền này do đích thân anh trai cô nghiên cứu ra. Mong cô hãy nhận lấy. Những lời Gia Sắc nói ra khá cảm động, nhưng Tân Uẩn lại chẳng hề cảm kích. Cô ấy mắng ra: Tân Kỳ sao? Ai thèm nhận tình cảm của một tên khốn kiếp đó chứ? Anh ta vốn dĩ là trụ cột trong gia đình, là trụ cột của gia tộc. Cha đã già rồi, anh ta nên gánh vác trọng trách nặng nề của cả gia tộc này. Nhưng kẻ hèn nhát đó lại chạy đến biên cương phía Tây, trốn tránh trách nhiệm của gia tộc. Cha tôi đành phải tiếp tục chống cự, tiếp tục gánh vác, mãi vẫn không thể lui về phía sau để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Vì thế ông ấy mới bệnh tật, ốm yếu như vậy. Còn nữa, đáng hận nhất là 3 năm trước mẹ Lâm bệnh nặng. Chúng tôi đã tìm mọi cách gọi anh ta quay về, nhưng anh ta vẫn cứ trì hoãn, chần chừ mãi không chịu về. Tận đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, vẫn không được nhìn thấy mặt con trai lần cuối cùng. Anh nói xem, anh ta có còn là con người hay không? Tang lễ của mẹ, anh ta cũng không về dự. Ha, anh trai sao? Tôi không có loại anh trai chó má, không nhận người thân ruột thịt như anh ta đâu. Anh nói anh ta đã chết rồi sao? Tôi chỉ có thể nói, đáng đời. Loại người khốn kiếp, bất nhân, bất trung, bất hiếu đó, chết càng sớm càng tốt. Trước khi chết, còn nghĩ đến việc đóng góp một chút công lao cho gia tộc này sao? Tôi phải cảm ơn anh ta đấy. Cút ra khỏi nhà họ Tân. Tân Uẩn cầm cuốn Bát Khoái Ký Châm lên, ném thẳng ra ngoài cửa lớn. Sách của Tân Kỳ, cô ấy không thèm đọc dù chỉ là một trang. Khúc mắc giữa Tân Uẩn và Tân Kỳ đã không thể hóa giải được. Đây là điều mà Gia Sắc không ngờ tới. Thạch Văn Bình ở bên cạnh còn chế nhạo: một tên xuất sinh đại nghịch bất đạo như vậy, y thuật chắc chắn cũng rất tầm thường. Sách anh ta viết ra làm sao có thể tin được chứ? Nói một cách khó nghe, nếu anh ta thực sự có bản lĩnh, có thể chữa trị khỏi căn bệnh gia truyền của nhà Tân, thì sẽ không bị căn bệnh này dày vò mà chết. Cuối cùng, ngoài việc chứng minh bản thân mình là một tên vô dụng ra, anh ta chẳng làm được gì hết. Sắc mặt Danh Sách trở nên lạnh lẽo. Tân Uẩn vẫn khăng khăng cố chấp: cút đi, anh có nghe thấy hay không? Nếu đổi lại là lúc bình thường, Danh Sách đã đồng thủ với kẻ kêu anh cút đi như vậy rồi. Nhưng lúc này thì không được. Dù sao Tân Uẩn cũng là em gái của Tân Kỳ, là người thân của anh ấy. Danh Sách đứng dậy, nói ra: cô Tân, sự hiểu lầm của cô với anh trai đã quá sâu sắc, nhưng cô không nên vì hận anh trai mà bỏ qua bệnh tình của cha mình được. Anh vừa đi ra cửa vừa nói, vẫn là câu nói đó. Trong cuốn sách Bát Quái Khí Châm này có ghi chép phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh di truyền của nhà Tân. Nếu muốn có nó thì hãy đến công ty giải trí Ước Mặt tìm tôi. Gia Sách cúi người nhặt cuốn sách lên, nói một câu cuối cùng: ngoài ra tuyệt đối đừng dùng cách hai người vừa bàn bạc, cách đó sẽ khiến cha cô mất mạng đấy. Tôi chỉ nói đến thế thôi, tạm biệt. Tới tận lúc Gia Sách đã rời đi, Thạch Văn Bình còn khinh khỉnh nói: thói đời ngày nay, chó mèo gì cũng có thể chạy tới sủa loạn. Cái loại người không học vấn, không nghề nghiệp mà cũng dám tới múa rìu qua mắt thợ. Tân Uẩn cố gắng bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ cô ấy đã bị gánh nặng cuộc sống đè đến thở không nổi. Lúc mới nãy còn nghe thấy tin tức về anh trai Tân Kỳ nên mới không kìm được cơn xúc động. Sau một hồi lâu, cô ấy từ tốn mở miệng: không nói tới gã thần kinh kia nữa, chúng ta
trở lại chủ đề đang bàn dở đi. Anh Thạch, về bệnh tình của cha tôi, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Thạch Văn Bình cười đáp, nói 100% thì có hơi giả dối, có lẽ tầm 99 thôi. Nếu Thạch Văn Bình đã thốt ra cụm từ 99, vậy chứng tỏ căn bệnh này chả phải là vấn đề gì lớn. Trên mặt Tân Uẩn lộ ra vẻ vui mừng, vậy xin anh Thạch hãy nhanh nhanh chữa trị cho cha tôi đi ạ. Thạch Văn Bình tằng hắng một cái, à trước khi chữa trị tôi muốn xác nhận lại một chuyện. Cô Tân, những điều kiện mà cô đưa ra khó thật hay không? Thật, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho cha tôi, quyền sở hữu một nửa phòng khám sẽ thuộc về anh. Không phải, ý tôi là điều kiện còn lại cơ. Tân Uẩn sững sờ rồi lập tức hiểu ra ý Thạch Văn Bình là gì. Anh ta muốn chiếm lấy mình. Chuyện này chẳng có gì là lạ. Anh hùng yêu mỹ nhân, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp giống như Tân Uẩn thì lại càng được nhiều đàn ông thèm khát. Thạch Văn Bình cũng là đàn ông, mà đàn ông ai chẳng yêu người đẹp. Tân Uẩn cắn môi, tuy cô ấy không quá hứng thú với Thạch Văn Bình, cũng biết mâu thuẫn giữa hai gia đình không hề nhỏ, nhưng vì bệnh tình của cha, cô ấy tình nguyện hy sinh chính mình.